Hôm nay ngày 29 tháng 9, ôi ngày đẹp quá nhỉ. 29 tháng 9 năm 2021. Cố lên, cố lên, cố lên. Vườn tiếp tục xuất 5.000 cây cho khách ở Hà Nội. Cầm chú rồi. Nào, cố lên nào, ôi ơi, yếu đấy nhỉ. Nào. Nặng. Không cầm dít nó được. Mua một cái thùng này là 300 cây nhỉ. 300 cây nặng phết. Đây, hiện tại mình đang đóng được 13 thùng rồi. 13 thùng, ngày mai sáng ngày mai tiếp tục thêm 3 thùng nữa cho đủ 5.000 cây thì trưa mai sẽ lên đường về thủ đô Hà Nội. Cả đội. Hà Nội. Khá là nặng đấy. Vận chuyển bằng xe tải. Đây cây bên trong này. Mỗi một thùng là 300 cây. Đấy, thời điểm tháng 9, tháng 10 là thời điểm tốt nghiệp trồng để trồng dâu tây ở miền Bắc rồi. Đấy, vườn nào chưa trồng thì các bác nên trồng sớm để được thu hoạch trong vòng tháng 12 thu hoạch thôi. Thời điểm cuối cùng để trồng là khoảng cuối tháng 10. Đối với vùng độ nóng nóng. Còn vùng núi mà mát mát thì nên trồng sớm một tí. Đây, còn bên trong vườn. Bên trong vườn thì còn rất nhiều cây nha. Đây là cái vườn cây dâu giống của mình đây. Đó. Cây dâu tây giống còn rất nhiều. Đấy. Mình vừa thu hoạch vừa ươm luôn. Đó, một góc vườn. Đây, còn bên này nữa. Bên này thì mình thu hoạch rồi. Nên là nhìn nó hơi lỗ chỗ vậy. Chỗ nào thu hoạch thì cây vẫn còn nguyên, còn dày. Còn chỗ nào mà thu hoạch rồi thì cây nó vẫn khá là thưa thớt. Ok, vườn nào mà cần cây giống dâu tây thì liên hệ với lại nông trại Chimi nhá. Số điện thoại là 082 989 1110. Cảm ơn các bạn.